Là một tỉnh đồng bằng sông Hồng, có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển cánh đồng mẫu theo hướng liền bờ, liền thửa, cùng trà, cùng giống và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Hà Nam coi cơ giới hóa đồng bộ là chìa khóa để nâng cao giá trị sản xuất lúa trên đồng ruộng. Ghi nhận tại địa phương, chỉ tính khâu cấy lúa bằng máy, chi phí theo mặt bằng chung duy trì ở mức 300.000 đồng một sào đã tính cả tiền giống, trong khi thuê lao động thủ công ở mức bình quân 350.000 đồng một ngày công, có nơi lên tới 400.000 đến 450.000 đồng một ngày. Áp dụng phương pháp này, người dân không mất công làm đất, gieo mạ, nhổ mạ như cấy thủ công, hay sử dụng máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật, dao động từ 25.000 đến 28.000 đồng một sào cho một lần phun, trong khi chi phí phun thủ công lên tới 35.000 đồng một sào. Ngoài ra, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy có sự đồng đều, tiết kiệm hơn 10% lượng thuốc và chi phí, hạn chế lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên đồng ruộng và góp phần đáng kể vào việc bảo vệ môi trường hướng tới nền nông nghiệp an toàn, bền vững. Khi máy móc được đưa vào, giúp hình thành cánh đồng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp. Việc giảm chi phí sản xuất khi sử dụng máy móc cơ giới nâng cao lợi nhuận lên 15-20% so với làm thủ công trước đây. Nói thật sự là không có cơ giới hóa như này thì các chị bỏ hết ruộng, các bà con bỏ hết ruộng. Cái việc áp dụng cái cơ giới hóa vào trong cái sản xuất nông nghiệp cũng như là trong cái khâu gieo cấy thì chúng ta thấy rằng đã giải quyết được cái tình trạng thiếu lao động trong ngày càng gia tăng trong cái lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Cái thứ hai nữa là do ảnh hưởng của thời tiết cũng như là cái hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp thì khắc phục được cái tình trạng là người dân bỏ ruộng thì ngày càng gia tăng. Và cái thứ ba nữa là khắc phục được cái tình trạng lúa ma, lúa cỏ ở trên đồng ruộng. Lợi ích từ hoạt động cơ giới hóa nông nghiệp là rất lớn, tuy nhiên mức độ cơ giới hóa sản xuất lúa trong các khâu không đồng đều. Trong đó, tại khu vực đồng bằng sông Hồng, khâu làm đất có tỷ lệ cơ giới hóa trên 99%, tưới nước, thu hoạch có tỷ lệ lần lượt là 93% và 87%. Tuy nhiên, khâu gieo trồng chỉ có tỷ lệ trên 17% và bón phân có tỷ lệ 25%. Nguyên nhân trên khiến tổn thất khâu thu hoạch còn cao gấp 2 lần so với khuyến cáo của nhà cung cấp máy. Đương nhiên là cái việc cơ giới hóa là có hiệu quả, bởi vì chúng ta biết được rằng là việc sản xuất thủ công hay sản xuất chân tay thì chắc chắn không thể bằng máy. Chỉ có điều là hiện nay giá máy còn cao, nếu như một hộ nông dân đầu tư thì còn khó khăn. Vì vậy mà chúng tôi cũng vận động các địa phương nên tổ chức các hợp tác xã dịch vụ, vận động các cái thành viên hợp tác xã đóng góp kinh phí để mua những cái cỗ máy để tổ chức dịch vụ cho bà con nông dân thì từ đó sản xuất sẽ có hiệu quả. Tôi cho rằng là những cái quan trọng nhất trong cái thời gian tới mà cần và đạt được đó là cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho cái việc hỗ trợ cho bà con nông dân, hỗ trợ cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho hợp tác xã, hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình trong cái việc là hỗ trợ cái nguồn kinh phí, tức là lãi suất để cho mua máy thiết bị, từ cái việc là hỗ trợ về mặt kinh phí mua máy móc thiết bị, hỗ trợ về mặt là quản lý tổ chức thực hiện và cùng đồng hành với bà con nông dân, sau đó ta đúc kết rút kinh nghiệm để nhân rộng. Với quan điểm chú trọng phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, phát huy vai trò của các doanh nghiệp, hợp tác xã làm nòng cốt, liên kết, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, thời gian tới, ngành nông nghiệp định hướng đẩy mạnh cải tạo hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các loại máy móc trong nông nghiệp. Cùng với đó, cải thiện thể chế và chính sách nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và chế tạo máy nông nghiệp.